Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Tình hình mưa lũ, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trong những ngày vừa qua. Điều này đã làm cho chính quyền ông Tập ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm qua, chính phủ Bắc Kinh đã bất ngờ phát lệnh sơ tán toàn bộ 400 triệu dân của thành phố lớn như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán và Tứ Xuyên vì những nơi này dính liên tiếp 3 trận động đất dữ dội nối tiếp nhau xảy ra dưới lòng đất với tâm chấn chỉ cách con đập Tam Hiệp khoảng 31 km. Và hôm qua, một con đê bao cỡ lớn ở sông Dương Tử bất ngờ bị vỡ khiến cho tất cả các khu vực nằm quanh tuyến đê bao kể trên bị chìm trong biển nước. Lệnh sơ tán ngay trong đêm đã được phát ra và toàn bộ 15 triệu người dân sống chung quanh vùng hạ lưu con đập Tam Hiệp cũng như là con sông Dương Tử đã phải di chuyển gấp trong đêm lên những đỉnh núi cao hoặc lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm qua là một ngày cực đen tối với cả nước khi động đất, sóng thần, lũ lụt và vỡ đê liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày. Điều này đã làm cho nước lũ của các con sông như Hoàng Hà, Dương Tử và sông Mekong tăng nhanh đột biến, buộc chính quyền ông Tập ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trong đêm. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, lượng mưa trong ngày hôm nay và một vài ngày tới tiếp tục tăng cao làm cho nước lũ tràn về và nguy hiểm đang rình rập tới con đập Tam Hiệp cũng như 15 tuyến đê bao quanh con sông Dương Tử. Còn Trung tâm Nghiên cứu về Động đất Sóng Thần của Trung Quốc đã phát đi một thông báo khẩn cấp nói rằng ba con đê quanh khu vực trên đang có biểu hiện bị vỡ. Đề nghị người dân cũng như các cơ quan ban ngành phải hết sức cẩn trọng, đề nghị mọi người hãy sơ tán khẩn cấp lên những vùng núi cao hoặc sang các khu vực khác để trú ẩn. Nếu khó khăn quá thì có thể nhờ cậy Việt Nam mở cửa khẩu biên giới để cho người Trung Quốc sang lánh nạn tạm thời một thời gian. Tuy nhiên, biên giới của Việt Nam vẫn được kiểm soát một cách hết sức nghiêm ngặt, cửa đóng then cài luôn luôn được bảo vệ và những nơi phía Trung Quốc tràn sang đều được theo dõi 24/24 giờ. Không phải vì Việt Nam không ra tay cứu giúp những người dân của Trung Quốc trong lúc mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần mà Việt Nam lo ngại một điều rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vì thế mà Việt Nam không thể quyết định liều lĩnh cho người Trung Quốc sang lánh nạn được, đề nghị phía Trung Quốc phải hết sức thông cảm. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, trước những tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, chính quyền của ông Tập đã quyết định cho mở 4 cửa xả ở con đập Tam Hiệp và toàn bộ 9 cửa xả ở con đập Tân An, khiến cho mực nước tại 280 con sông ở miền Nam Trung Quốc nước mênh mông, trắng xóa như biển cả. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là cái giá của Trung Quốc phải trả cho những hành động sai trái của mình khi cho xây dựng quá nhiều con đập để chặn dòng nước nhằm tích trữ điện năng. Đây là một trường hợp đi ngược lại với cả thiên nhiên và họ đang bị trừng phạt. Đây cũng chính là một bài học sâu sắc cho những nước dám không tôn trọng rừng vàng, biển bạc, chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho xây dựng những công trình gây ra nguy hiểm cho thiên nhiên và bây giờ cái giá phải trả là quá đắt. Các chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho rằng Trung Quốc trong thời gian dài vừa qua đã cho chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho san phẳng nhiều dãy núi mang tính chất đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới nổi dậy trừng phạt Trung Quốc và cái giá mà Trung Quốc đang phải trả được cho là quá đắt. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình biết phải làm sao trước sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Họ chỉ biết ngồi cầu nguyện để mưa to, gió lớn, lũ lụt, động đất không còn xuất hiện, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân của Trung Hoa đại lục. Tuy nhiên, xảy ra điều đó là rất khó bởi vì theo cơ quan khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc mới đây đã ra một thông báo khẩn cấp số 43 cho biết hiện nay bầu trời thì liên tục xám xịt, mang một màu đen tối cùng với những trận mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc. Không chỉ ở miền Nam Trung Quốc mà sang cả miền Bắc của nước này, cảnh báo thời tiết cực đoan và những diễn biến xấu có thể xảy ra. Trong thời gian tới tiếp tục có những trận động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở. Vì thế mà chính quyền của các địa phương cũng như người dân phải hết sức đề phòng đứng trước những diễn biến phức tạp và khó lường của thiên nhiên, buộc cơ quan tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Trung Quốc đã phải phát đi một thông báo cảnh báo gấp rằng những nơi mà dân cư sinh sống gần con đập Tam Hiệp, sống quanh triển đê sông Dương Tử cần phải sơ tán để tìm nơi trú ẩn. Nếu không nguy hiểm sẽ là khôn lường.
hiện lũ ở nguồn vẫn tiếp tục dồn dập về hạ lưu, khiến toàn bộ 31 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất. Nếu những ai chứng kiến tận mắt cảnh thiếu thốn về lương thực, thiếu thốn về thuốc men của hơn 100 triệu người dân của Trung Quốc đại lục, chắc chắn chúng ta không kìm được nước mắt. Bởi trong những tháng vừa qua, người dân của Trung Quốc đã nếm trải đủ mọi đau thương trên cuộc đời này. Dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành tàn phá, đóng cửa toàn bộ những nhà máy xí nghiệp, quán xá, nhà hàng. Cơ quan ban ngành và các công ty, tập đoàn thì buộc phải đóng cửa niêm phong, thất nghiệp tràn lan, cây trái, hoa màu bị tàn phá. Đến vừa rồi, dịch bệnh COVID-19 tưởng chừng như được khống chế ở Trung Quốc thì mưa lũ, bão, dông, lốc tố, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở lại liên tục xảy ra khiến cho người dân của Trung Quốc không có đủ sức để chống chọi. Những khó khăn chồng chất khó khăn khiến cho nhân dân suy sụp. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho những kế hoạch đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Vì thế, lũ lụt họ cũng mặc kệ, vỡ đê, động đất, sóng thần, họ cũng không thèm quan tâm. Mối quan tâm lớn nhất của chính quyền ông Tập bây giờ là lãnh thổ, lãnh hải, là tiền, là quân sự, thế lực và làm sao Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Nhưng hàng triệu người dân của Trung Quốc cho rằng nhiều lãnh hải, nhiều đất, nhiều tiền quân sự mạnh thì để làm cái gì? Trong khi dịch bệnh và lũ lụt đang càn quét thì chính quyền của ông Tập lại không quan tâm và lo lắng. Điều này đã khiến cho hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đang uất hận và phẫn nộ chính quyền của ông ta. Họ đang muốn người đứng đầu đất nước Trung Quốc phải từ chức, bởi vì chỉ có như vậy đất nước của Trung Quốc mới được bình yên và thế giới mới được yên bình. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới tình hình lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Hôm qua, đài truyền thông phương Đông của nước này cho biết một cái tin được cho là khá rùng mình và rất xấu cho phía Trung Quốc khi một con đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả và hoạt động 24/24 giờ. Đài phương Đông phía Trung Quốc cho biết hôm qua, hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Chiết Giang lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 9 cửa xả nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy rằng tình hình động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía nam của Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho biết hồ thủy điện mang tên là Tân An Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua. Khi mực nước trong hồ chứa nước vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân An Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân An Giang còn được gọi là hồ Quan Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo, nằm ở thượng nguồn sông Tiền Đường. Con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày hôm qua, mực nước ở hồ Tân An Giang đã đạt mức 108,5m, vượt quá mức dự trữ cho phép và mực nước trong hồ được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa do mưa lớn, lũ ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước ở hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời của ông Ren, giám đốc con đập này cho biết, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên tới 10 ngày tiếp theo, nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định mở toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Thưa quý vị, hồ thủy điện Tân An Giang là một trong những hồ thủy điện lớn thứ 3 của Trung Quốc sau con đập Tam Hiệp và nó được xây từ những năm 1959. Từ đó cho tới nay, con đập có ít nhất 7 lần mở toàn bộ các cửa xả, lần gần nhất mở cửa xả lũ vào năm 2011. Theo tờ báo China Morning Post cho biết, hồ thủy điện Tân An Giang có chiều dài 466m, cao 108m, công suất 845MW. Đây là đập thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Trung Quốc với chiều cao hơn 100m. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, của Nga, của Nhật, chuyên theo dõi những hình ảnh qua vệ tinh về mưa lũ, sông, lốc tố, bão ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, đặc biệt là giữa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, tăng áp lực lớn cho các hồ chứa nước. Thế mà tỷ lệ vỡ đập vỡ đê lên tới 95% và nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới thì an nguy tới con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Được biết, từ cuối tháng này tới thời điểm hiện tại, nếu tính theo ngày đã là ngày thứ 45, phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và dày.
Vì thế mà tất cả các con sông và 26 tỉnh thành trên 31 tỉnh thành của phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở đất, đá và sóng thần. Ngoài ra còn có cả động đất và lũ ống, lũ quét cũng như vòi rồng xuất hiện. Theo một thống kê mới nhất của cơ quan thống kê, phía Trung Quốc cho biết đã có ít nhất 121 người thiệt mạng và mất tích, 1.798 ngôi nhà đã bị cuốn ra theo dòng lũ. Rất nhiều ô tô, xe buýt, nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi cũng đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.000 tỷ đô la và đây là một con số quá lớn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể ngờ được rằng sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời lại tàn phá nặng nề đến như vậy. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết mưa lũ và động đất sóng thần sẽ tiếp tục tái diễn tại 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc, đề nghị các cơ quan ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Và liên quan tới những vấn đề trên, chúng tôi sẽ liên tục thu thập và gửi tới cho quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.